Trong trại mồ côi này, tất cả những đứa trẻ mồ côi mỗi bữa đều chỉ có thể ăn một chén cơm nhỏ, còn những người quản lý lại ăn bữa ăn thịnh soạn, ai cũng béo ụt ịt. Để có thể lấp đầy bụng, lũ trẻ quyết định dùng cách rút thăm để chọn ra một đại diện để yêu cầu nhiều thức ăn hơn với nơi quản lý. Oliver vừa đến trại mồ côi được một ngày, xui xẻo rút chúng thăm ngắn, chỉ vài ba ngụm thì đã giải quyết xong chỗ cơm trong chén. Oliver mang theo hy vọng của tất cả trẻ mồ côi đến trước mặt quản lý, bắt đầu nói chuyện. "Xin lỗi, tôi muốn thêm một chút nữa." Nhưng đáp lại cậu ấy lại là cây gậy trong tay của người quản lý. Sau đó, Oliver bị trại mồ côi dùng giá 5 bảng Anh bán cho ông chủ tiệm quan tài làm thuê. Nhưng ở đây, cuộc sống của cậu ấy thê thảm hơn nữa. Oliver chỉ có thể ăn thức ăn mà cho ăn, ngủ cũng chỉ có thể ngủ cạnh quan tài, thi thoảng còn bị người trong tiệm quan tài bắt nạt. Nói trắng ra, nơi này không hề xem cậu bé như một con người. Oliver chịu đủ sự hành hạ, không thể tiếp tục cuộc sống đau khổ này nữa. Cậu bé quyết định rời khỏi nơi này, đến London để tìm kiếm một tia hy vọng. Khi đang đi đường thấy lạnh thì chạy vào đống rơm để ngủ tạm, khi khát thì uống vài ngụm nước ở vũng nước ven đường. Cứ thế vài ngày, Oliver không chịu nổi nữa, đã ngã gục ra đất, hôn mê trong một khoảng thời gian dài. May là một bà lão tốt bụng đã cứu cậu ấy, dùng thức ăn ít ỏi của mình để cứu sống Oliver. Ngày hôm sau, Oliver đã tiếp tục xuất phát. Sau khi đi bộ 7 ngày, cậu bé cuối cùng cũng đến London. Lúc này cậu bé đang nghỉ chân trong một góc, không biết nên đi đâu về đâu. Một cậu bé chuyên trộm cắp tên Jack đã phát hiện Oliver. Sau khi biết được tình hình của Oliver, cậu bé quyết định giúp đỡ người em trai đáng thương trước mắt, dẫn theo Oliver. Hai người cùng đến trước một sạp nhỏ, sau đó bắt đầu màn biểu diễn của mình. "Tôi tên là Jack Dawkins, mọi người đều gọi tôi là The Outfundazer." Oliver tweet, "Đây chính là lý do." Có nơi ở không? Jack cũng là một người tốt, tốt với Oliver đến phút cuối. Sau khi ăn uống no say, còn đưa Oliver về căn cứ của mình. Trong căn cứ, Oliver đã gặp chủ nhân ở đây, Fagin. Fagin là một tên trộm có tiếng xấu vang khắp nơi. Dưới trướng ông ấy có mười mấy đứa trẻ. Tuy Fagin cũng không phải người tốt, nhưng đối với Oliver mà nói, Fagin so với người quản lý trại mồ côi thì tốt hơn nhiều. Ít nhất không để bản thân bị đói hay bị lạnh, cũng không ai xem mình như động vật. Thỉnh thoảng Fagin còn cùng những đứa trẻ khác dạy cho cậu bé cách làm thế nào để móc túi. Ngoại trừ những đứa trẻ này, Oliver còn quen biết với hai cô gái. Một trong số đó tên là Nancy. Khi thời gian trôi dần, Oliver đã học được chút kỹ thuật trộm từ Fagin. Nhưng cậu ấy chưa kịp thể hiện thì đã xảy ra chuyện lớn. Hôm nọ, Oliver cùng Jack và một cậu bé đeo nón đỏ chuẩn bị thực hiện vụ móc túi đầu đời. Jack đã nhanh chóng xác định được mục tiêu là ông Brawlow. Oliver không tham gia cùng họ, mà quyết định xem bọn họ sẽ móc túi như thế nào. Chỉ thấy Jack bình tĩnh đến gần Brawlow, dùng tay móc lấy. Sau đó với sự phối hợp của cậu bé kia, khăn tay của Brawlow cứ thế bị lấy mất. Nhưng vào lúc này, hai người họ đã bị ông chủ tiệm sách nhận ra. "Rút lui thôi." Jack bọn họ đã co giò bỏ chạy, còn Oliver lại ngây người ra. Bản thân rốt cuộc nên chạy hay không đây? Thấy Brawlow đuổi theo mình, Oliver vẫn chọn cách bỏ chạy. Nhưng Oliver đã gặp rắc rối lớn. Chỉ sau một hồi, phía sau có rất nhiều người đuổi theo họ. Quả nhiên không có kinh nghiệm, Oliver cũng không biết chạy vào trong hẻm, chỉ biết chạy ngay ngoài đường. Lần này thì hay rồi, ông lão phía trước đã đánh ngất cậu bé. Oliver ngã ra dưới đất. Ngay sau đó, cậu bé bị cảnh sát đưa đến trước mặt thẩm phán. Thẩm phán nghe nói Oliver là kẻ móc túi, không nói lời nào, chuẩn bị phạt Oliver 3 tháng tù treo. May là ông chủ tiệm sách đã đến nơi kịp thời, bảo rằng không liên quan đến Oliver, là do hai cậu bé khác trộm. Điều này giúp Oliver đã không bị định tội. Nhìn Oliver đã ngất, Brawlow quyết định sẽ đưa cậu bé bị mình hiểu lầm về nhà. Trong căn cứ, Fagin là một người giỏi mưu tính. Oliver mới đi móc túi ngày đầu thì đã gặp chuyện. Nếu như cậu bé tiết lộ gì với cảnh sát thì cả hang ổ này chắc chắn sẽ bị bắt mất. Ông ấy nắm lấy áo của Jack, chuẩn bị dạy dỗ Jack. Nhưng nào ngờ Jack xoay người, bỏ chạy khỏi Fagin, cầm lấy cây nĩa sắt trong lò lửa, chuẩn bị cho lão già này nếm mùi vị thịt nướng. Nhưng vào lúc này, Size là đồng bọn của Fagin, dẫn theo một con chó vào phòng. Size nổi tiếng là một người tàn độc. Sau khi bọn họ thương lượng với nhau, quyết định để Nancy đến cục cảnh sát thám thính tình hình. Tuy Nancy không hề muốn đi chút nào, nhưng lời của Size nói, cô ấy vẫn phải nghe theo, tại vì cô ấy là người phụ nữ của Size. Sau một hồi cải trang, Nancy đã đến cục cảnh sát. Biết được từ miệng của thẩm phán, Oliver được Brawlow đưa về nhà. Size sau khi nghe tin này, biết cơ hội kiếm tiền đã đến. Oliver cả đời đều lưu lạc khắp nơi, lần này cuối cùng cũng trải nghiệm được nhà là thứ gì. Brawlow và bảo mẫu trong nhà đối xử với cậu bé thật sự rất tốt, đối xử với Oliver hệt như con trai ruột của mình. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp không kéo dài, chuyện không may lại xảy ra lần nữa. Oliver đang cầm 4 bảng Anh đến tiệm sách giúp Brawlow trả sách. Trên đường đi, bị Nancy đã chờ sẵn ôm chầm lấy, mặc cho Oliver lớn tiếng hét lên. Nhưng với sự phối hợp của Nancy và Size, Oliver đã dễ dàng bị đưa về căn cứ của Fagin. Nancy thuyết phục Fagin và Size
hãy buông tha cho Oliver. Nhưng Sykes đâu thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Vào buổi tối hôm sau, ông ấy dẫn Oliver đến nhà Toby. Hai người họ cầm theo vũ khí chuẩn bị đến nhà Barlow, lấy vài thứ đáng tiền. Vừa cậy được một cửa sổ, Oliver đã bị Sykes nhét vào nhà của Barlow. Oliver vốn định nhân cơ hội này chạy lên lầu cầu cứu, nhưng nhìn thấy nòng súng đen ngòm của Sykes, cậu ấy vẫn ngoan ngoãn mở cửa ra. Tiếng động trong nhà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Barlow. Khoảnh khắc nhìn thấy Barlow xuất hiện, Oliver không kiềm nén nổi nữa. Cậu bé đã lớn tiếng cầu cứu, Barlow cũng không hề do dự mà bóp cò ngay, thế nhưng lại bắn trượt. Còn phát súng của Sykes lại bắn trúng Oliver đang định bỏ chạy. Lúc này đã không thể trộm đồ nữa, Toby bọn họ đưa Oliver theo bỏ chạy khỏi căn nhà. Nhưng hai người họ vì quá gấp gáp, Sykes bất cẩn đang đi giữa đường thì rơi vào sông. Người đàn ông này là một người rất tàn độc, cho dù đang sốt cũng đang bàn bạc về giao dịch liên quan đến sống chết. Đúng vậy, ông ấy chính là Sykes đã rơi vào sông. Để đảm bảo Oliver không tố cáo chuyện mình lẻn vào trộm để trộm, ông ấy quyết định sau khi hạ sốt sẽ dẫn Oliver đến vùng ngoại ô để kết liễu cậu bé. Nancy sau khi nghe được đoạn đối thoại của Fagin và Sykes, cô ấy biết bản thân lần này nhất định phải làm gì đó, nếu không Oliver chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nọ, Nancy cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Cô ấy hẹn Barlow ra ngoài, đã nói với ông ấy về việc Oliver nằm trong tay Fagin và bảo ông ấy nhanh chóng đến cục cảnh sát tố cáo. Trong lúc hai người đang bàn bạc, Jack đang trốn trong góc quan sát từng hành động một của Nancy. Fagin dặn dò cậu bé theo dõi Nancy. Jack vốn chỉ muốn nói tin này cho Fagin biết mà thôi, nhưng lại trùng hợp gặp Fagin với Sykes. Hết cách rồi, không nói ra e rằng sẽ không kịp bỏ chạy thì đã bị cảnh sát bắt lại rồi. Jack đành làm liều kể rằng Nancy bắn đứng mọi người. Fagin lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng giữ lấy Sykes đang vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn Sykes rời đi. Khi Fagin dẫn những đứa trẻ còn lại bỏ trốn, Sykes đã quay về nhà mình. Cho dù Nancy không nhắc đến tên ông ấy, nhưng Sykes vẫn giết chết Nancy một cách không do dự. Vào hôm sau, tại nhà Toby, Fagin cuối cùng cũng nhận được tin Nancy bị giết một cách tàn nhẫn. Sykes lại mất dấu, còn bản thân vì bị nghi ngờ là đã bắt cóc Oliver nên cũng bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã. Lúc này, Sykes đang dẫn theo chú chó của mình chuẩn bị rời khỏi London, nhưng khi ông ấy mới đi đến giữa đường thì đã thay đổi ý định. Ông ấy quyết định quay về London tìm Fagin để trục lợi rồi tiếp tục bỏ trốn. Nhưng khi ông ấy trở về London thì đã ngây người. Trên đường dán đầy thông báo truy nã để người khác không nhận ra bản thân, dùng dây thừng trói chặt một cái nheo sắt. Ông ấy định giết chết con chó của mình trước, nhưng chú chó này cũng không phải dạng vừa. Khi Sykes định giết chết nó, chú chó đã cắn lấy sợi dây rồi vội vàng bỏ trốn. Phía cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện chú chó của Sykes. Vào lúc giữa đêm, Sykes đã đến nhà của Toby. Việc Nancy mất mạng khiến toàn bộ người không còn muốn đếm xỉa tên tàn bạo này nữa, đặc biệt là Jack. Cùng với sự tội lỗi của mình, cậu ấy chẳng nói gì mà nhào vào Sykes, dùng nắm đấm nhỏ của mình không ngừng đánh vào mặt của Sykes. Vào lúc hai người đang ẩu đả, chú chó của Sykes đã dẫn theo cảnh sát đến trước cửa nhà Toby. Jack đã nhào ra cửa sổ tiết lộ vị trí của Sykes. Sykes biết bản thân muốn rời đi một mình là một chuyện rất khó khăn, nên phải bắt một con tin mới được. Ông ấy kéo Oliver đi rồi trèo lên nóc nhà, nhìn hai người ở trên nóc nhà. Cảnh sát cũng thử bóp cò, thế nhưng vì cách quá xa nên không thể bắn trúng Sykes. Sykes sau khi đi qua một căn phòng phía trước không còn đường đi nữa, Sykes đã nhìn cái dòng dọc trước mắt, trong lòng lại nghĩ ra một cách, dùng dây cột vào bản thân, ôm lấy Oliver rồi đu người trên không nhảy sang nhà đối diện. Vào lúc ông ấy gỡ dây ra, phía sau đã vang lên tiếng chó sủa. Sykes quay đầu nhìn, trượt chân ngã xuống. Cổ ông ấy chỏng vào trong dây, cứ thế đu đưa một cách lơ lửng. Fagin cũng nhanh chóng bị cảnh sát giam vào tù. Với sự năn nỉ của Oliver, Barlow đã đưa Oliver đến nhà lao để tiễn Fagin chặng đường cuối. Trong mắt của Oliver, Fagin không phải người xấu, ít nhất so với những người tốt béo ụt ịt ở trại mồ côi thì ông ấy tốt hơn cả trăm lần. Nhưng Fagin rốt cuộc vẫn không thoát khỏi được sự xét xử của chính nghĩa. Vào đoạn cuối của câu chuyện, Oliver đi theo Barlow sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Chỉ là không biết những đứa trẻ như Jack sẽ đi đâu về đâu đây. Hãy nhấn theo dõi và bình luận nhé. Chúng ta gặp lại sau.